Cảm ơn các bạn đã đến với vlog của Yến Trần. Các bạn ơi, sau khi mà Yến rời đất mũi Cà Mau về Sóc Trăng nghỉ ngơi được 2 ngày thì hôm nay Yến lại xách giỏ lên đi tiếp rồi các bạn. Địa điểm mà hôm nay Yến dừng chân đó chính là một nơi rất là đẹp và rực rỡ, là làng hoa Sa Đéc các bạn. Khi mà Yến đi đến đây thì khoảng hơn 100 cây, Yến đi bằng xe máy. Yến đã dạo một vòng ở làng hoa và đã tìm được một cái vườn kiển cũng khá là ưng ý, cho nên là Yến sẽ dẫn mọi người vào tham quan nha. Vườn kiển này là vườn kiển Ngọc Lan đó các bạn. Các bạn thấy cái lối đi vào không? Rất là đẹp. Có cái cổng mà để những cái trong trống nè. Ở trong đây thì có một cái đài quan sát, chút nữa mình lên trên cao mình cũng có thể ngắm được hoa hoặc là ngắm được toàn cảnh của làng hoa Sa Đéc này các bạn. Ồ, các bạn thấy rực rỡ ghê chưa? Yến thì thấy hoa rất là đẹp nhưng mà tình bản thân mình là không có biết cái tên của những loại hoa này. Hoa này hình như là hoa dừa cạn các bạn. Đây, trời ơi, đủ màu luôn, màu hồng, màu đỏ, màu tím tím cũng có luôn các bạn. Quá trường đẹp mà nó rực rỡ ghê chưa. Hôm nay là Yến đi ngay ngày chủ nhật á, cho nên là mình đi ngoài đường mình thấy du khách đến rất là đông, từng tốp 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 luôn á. Quá trời đẹp rồi, trời cái màu trắng thích ghê các bạn. Lần trước Yến có đi đến làng hoa Sa Đéc rồi, nhưng mà lúc đó mình đi á, ngay lúc mùa hè, đến cái lúc buổi trưa cho nên nó nắng nóng quá, không có đi tham quan được. Lần này Yến qua đây thì Yến nhất định phải đi cái làng hoa Sa Đéc này. Chỗ này là mình thấy là người ta trồng là trồng theo khu vực các bạn. Như cái chỗ này mới thì mình đi qua là hoa dừa cạn nè. Ở bên đây là cái loài hoa khác nè các bạn ơi, mà mình không biết hoa gì. Đây, cái màu đỏ thẫm rất là đẹp. Đẹp quá chừng luôn. Có rất là nhiều cái loại hoa mà ở Yến đi một vòng ở trong cái vườn hoa Sa Đéc này nè thì Yến thấy là nhà vườn nhiều lắm các bạn ơi, hầu như là nhà người ta đều trồng hoa kiển. Thì mọi người đi đến đây các bạn có thể tham quan hoặc là mua hoa mua kiển về trồng cũng được. À, cái chỗ vườn kiển Ngọc Lan này hồi nãy Yến vô là vé tham quan là một người là 20.000 nha các bạn. Mình gửi xe thì không có tính tiền. Cái hoa này nhỏ nhỏ cũng dễ thương ha. Tiếc là mình không có biết tên để nói cho mọi người nghe. Bên kia cũng có hoa nữa kìa. Quả này đẹp quá chừng. Màu trắng với lại màu tím. Có cái mùi hương nhẹ nhẹ các bạn. Thường là ý nghe mọi người nói là đi đến làng hoa Sa Đéc này nè, là mình nên chọn cái thời điểm mà đầu tháng 12 âm lịch á, thì sẽ rất là đẹp. Hiện tại thì chưa tới nhưng mà Yến đi đến đây Yến thấy hoa đã nở rất là nhiều và rất là đẹp các bạn. Bây giờ mình sẽ đi cái lối đi vào nha. Thật ra là rất là nhiều, bên đó là có những cái kiển hoa rất là nhiều. Ở trong đó hình như là chỗ mà người ta cắm trồng á, người ta trồng vô chậu á. Cái hoa này thì nó nhỏ nhỏ màu đỏ nè, nhìn giống giống như hoa trang ha. Giống giống thôi nhưng mà Yến nghĩ không phải. Đẹp quá à. Ai mà thích chụp ảnh với hoa thì vào đây là đúng chuẩn luôn đó các bạn. Bây giờ mình đi vô trong cái khu vực vườn kiển Ngọc Lan này nha mọi người. Cái chỗ này thì có cái đài quan sát đó. Đó là mình đi lên trên cái đài đó, cái đài cao đó mình sẽ nhìn được toàn cảnh của cái vườn hoa rất là đẹp. Nãy con mới mua á cô. Con mới mua rồi. Ôi đẹp quá nè. Ở đây người ta không có để tên hoa cho mình để mình coi mình biết á các bạn. Đẹp quá. Màu đỏ đô nè. Các bạn coi nè, thấy không? Có hàng ngàn, hàng trăm cái chậu hoa người ta treo, người ta để ở dưới cũng có nữa, rất là đẹp. Hoa này có màu đỏ với lại màu tím nữa. Ở
Đây có tên nè các bạn, hoa dạ yến thảo nha. Đây, vậy là cái hoa này là hoa dạ yến thảo. Mình hãy mới thắc mắc sao người ta không để cái tên hoa, thì ra là ở đây có để. Đây, đẹp quá chừng luôn, có màu đỏ rồi màu tím nữa. Vậy là người ta sẽ để theo khu vực á, toàn bộ cái chỗ này là dạ yến thảo hết. Đây, bên đây là sát pháo. Sát pháo này giống cái hình như là cái cây pháo hoa đó, cái bông pháo hoa đó các bạn. Nhưng mà cái này hình như nó chưa có lớn lắm. Yến nhớ cái cây này nè, khi mà bông nó nở ra nó sẽ nở ra một cái chùm rất là to và rất là đẹp, gọi là bông pháo hoa. Ở đây để là sát pháo. Ở bên đây thì hoa chưa nở cho nên là... À bên đây là hoa cúc các bạn ơi. Nhưng mà cái này người ta chắc là mới vào chậu thôi cho nên là chưa có lên hoa. Cái này Yến nghĩ là khoảng chừng nửa tháng hoặc là 1 tháng nữa mình đến là nguyên một cái vàng này nó nở là đẹp dữ lắm luôn. À. Ô bên đây có cái tên hoa rất là đẹp nè, hoa sao băng. Đó giờ Yến thấy bông này nhiều dữ lắm rồi mà lần này mới biết cái tên của nó đó là hoa sao băng nè. Người ta nói hoa vàng cỏ xanh rồi cái hoa này nè các bạn. Đẹp quá chừng. Wow, mọi người ơi, ở đây có trồng một cái vàng hoa cẩm tú cầu nè. Trời ơi, đẹp quá chừng luôn. Trời ơi, cái bông này mình nghĩ là ở ngoài Đà Lạt có, không ngờ là ở trong đây, trong Đồng Tháp là có cái hoa này nữa. Quá trời luôn, cái bó nào bó nấy ha, to to đùng không à. Tươi gói à, chưa tới Tết nữa mà hoa đã nở rất là đẹp vậy đó các bạn. Ở đây Yến thấy là hầu như là nhà người dân ai cũng trồng cây kiểng hết trơn á. Và có thể đây là một cái nghề mà sinh sống chính của bà con ở nơi đây luôn. Đi từ đầu đường vô tới trong đây khoảng mấy cây số là hầu như là nhà nào cũng có cây kiểng hết đó các bạn. Đẹp quá à, mấy cái đóa hoa này đẹp quá chừng luôn. Nhìn mù qua cả mắt hết. Bây giờ mình sẽ đi lên trên đài ngắm hoa nha các bạn. Wow, Yến đi lại gần này mới thấy cái đài này nó cao quá chừng luôn. Cao tới 4 tầng lận. Xung quanh người ta trồng hoa rất là nhiều, đẹp quá chừng. Có nè thấy không, người ta trang trí cái vàng hoa giống như là suối vậy đó, chảy xuống vậy đó. Ở đây nhìn là thấy đẹp rồi đó, mà còn phải lên nữa đó các bạn. Ôi nhìn đẹp ghê chưa, người ta trồng hoa đều dễ sợ luôn á, heo hàng hàng hàng. Mình lên tới đỉnh rồi các bạn, mệt quá. Nhưng mà lên đây đẹp thiệt luôn á. Cao quá chừng à. Trên đài quan sát người ta có để cho mình một cái ống nhòm rất là lớn này các bạn, mình có thể ngắm được cảnh rất là xa, hầu như là toàn cảnh của cái làng hoa này luôn các bạn, rất là đẹp.
Hôm nay là lần đầu tiên mà Yến được đi tham quan vườn hoa Sa Đéc các bạn. Thật sự là phải nói là Yến rất là thích thú với nơi đây. Mặc dù là cái thời điểm mà Yến đi á, thì không phải là cái thời điểm đẹp nhất của làng hoa Sa Đéc, nhưng mà khi mình đến đây mình vẫn cảm thấy rất là hài lòng. Ở đây không hiểu sao mà người ta trồng hoa, trồng cây rất là nhiều, mà trồng mà nó tươi tốt, theo hàng lối ngay ngắn, đẹp quá chừng đẹp luôn, nhìn ở góc độ nào cũng đẹp. Ở đây nếu mà mọi người mà thích chụp hình thì đến đây thì quá tuyệt vời luôn đó các bạn. Yến nghĩ là khi mà ai mà đi đến Sa Đéc này thì chắc sẽ không thể nào mà bỏ qua cái địa điểm đẹp như vậy được đâu. Bây giờ thì cũng hơi chưa nắng đó, cho nên là Yến sẽ nghỉ ngơi một chút xíu, rồi chút nữa Yến đi tham quan nữa. Yến cảm ơn mọi người đã xem video của Yến nha. Và nếu yêu thích video của Yến thì nhớ cho Yến một nút like và một nút đăng ký để ủng hộ cho kênh Yến nhé. Còn bây giờ Yến xin cảm ơn và xin chào.